Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị mình đã quay lại với kênh của em Nhân nha. Ngày hôm nay thì em Nhân đang có mặt tại Totan thành Ushima. Thì địa chỉ của bên em hiện nay là số 15 đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hai cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị mình hay lầm với lại là nghe Fukushima ma, tưởng nó là Hiroshima. Thì kia là Hiroshima Tân Cảng, nằm ở Bình Thạnh nha. Còn em là ở Bình Chánh, cũng là Bình nhưng mà Bình Chánh. Thì đầu tháng 5 bên em sẽ khai trương thêm một cái gọi là một cái chi nhánh, một cái showroom để phục vụ xe cũ cũng như là xe mới tại số 20 đường Huỳnh Mẫn Đạt ở trong quận 5 hay cô chú anh chị. Thì cái tòa nhà Tap Building thì cũng đã xây xong, thì đầu tháng 5 bên em sẽ đưa vào vận hành ở bên đó. Thì cô chú anh chị mình ở trong trung tâm thì sẽ tiện, mình muốn coi xe hay là giao dịch mua bán xe thì nó dễ. Thì ở bên em thì đặc thù ở Bình Chánh thì nó hơi xa trung tâm. Ở cô chú mình anh chị mình ở quận 1, quận 5, quận 3 thì ra đây rất là xa, cô chú anh chị mình rất là ngại đi. Và đặc biệt kỳ này đang nắng nôi nữa thì đi xa rất là đuối. Thì qua tháng 5 hy vọng là sẽ được phục vụ với cô chú anh chị mình ở trong quận 5. Còn đặc biệt ở khu vực này thì cô chú anh chị mình ở Cần Giuộc, ở Cần Đước, Long An thì lên đây sẽ gần. Như cô chú anh chị mình nhìn thấy là showroom cũng rất là hoành tráng nha, nhưng mà tháng 4 này ít khách quá. Ở thời điểm này rất ít khách, hiện nay showroom cũng rất là vắng hay cô chú anh chị. Trước này thì cũng chỉ có một vài khách để vô coi xe thôi. Đó chắc tình hình chung mà. Đó thì có một anh Veloz đang vô bảo dưỡng hay cô chú anh chị. Đó thì thường là chạy vô đây gặp bảo vệ sẽ hướng dẫn vào khu vực để mình bảo dưỡng. Nói chung là mọi thứ cũng rất là đơn giản. Đó. Thì hôm nay là 20 tháng 4 rồi. Nó còn khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ có một cái đợt nghỉ lễ 30 tháng 4. Không biết là cô chú anh chị mình đã có kế hoạch sử dụng xe cũng như là kế hoạch đi chơi hay là kế hoạch cho ngày lễ 30 tháng 4 của mình chưa? Tại vì lần này nghỉ cũng khá là nhiều. Bên em nghỉ thì từ ngày 28 bắt đầu nghỉ rồi, tới hết ngày 3 Tây mới làm lại. Nó gần bằng với lại nghỉ lễ nghỉ Tết luôn á cô chú anh chị. Nó rất là nhiều. Cho nên là đang cũng cố gắng làm việc cho nó xong xuôi hết, thì khoảng 2 tuần là chắc cũng phải về quê. Còn cô chú anh chị mình có kế hoạch như thế nào? Có anh chị nào đang muốn mua xe để đi chơi lễ hay là mình mua xe để phục vụ chạy dịch vụ á, phục vụ là lễ Tết người ta đi chơi, đi du lịch hay đi chùa hay là đi thăm bà con. Đó thì ngày hôm nay em sẽ quay một số xe qua sử dụng, hy vọng rằng sẽ có nhiều cô chú anh chị mình sẽ thích nó và mua em nó về hang cô chú anh chị. Đó thì hiện nay bên em thì cũng còn có vài chiếc xe qua sử dụng mà, cho nên là cũng đang rất là cần thu thêm những chiếc xe xe cũ của cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có nhu cầu muốn bán xe hay đổi xe thì liên hệ với bên em, bên em hỗ trợ cho cô chú anh chị mình. Thì cũng mở cái showroom ở trong kia thì cũng cần xe để trưng bày, mà hiện nay thì mới có mấy xe cho nên đang thiếu xe trưng bày cũng như là phục vụ nhu cầu của quý cô chú anh chị mình. Đó thì cô chú anh chị mình có xe thì alo cho em Nhân, em Nhân sẽ đi tới nhà để định giá cũng như là tư vấn cho cô chú anh chị mình luôn cho dễ. Đó thì đầu tiên là cái chiếc này máy xăng, bữa em có quay clip cho đánh giá chi tiết rồi đó. Thì ngày hôm nay em quay hết tất cả các xe cho cô chú anh chị mình lựa chọn, có xe gì quay xe đó. Đó thì máy xăng này là 2019 màu bạc hay cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình nhìn vậy ha, thấy chiếc xe nó rất là lạ. Thứ nhất là mặt ga lăng nè, thứ hai là nó trên cái bên hông á, nó ốp rất là nhiều cái đồ trang trí ha cô chú anh chị. Thì nhìn chiếc xe Fortuner mình nó thể thao hẳn lên ha, anh chị có đồng ý với em Nhân không? Nhìn nó mạnh mẽ lên. Thì xe này á, cái phụ kiện á, cái đồ chơi mà theo xe em nghĩ là nó khá là nhiều tiền á, nên cô chú anh chị mình mua xe này về là mình khỏi phải làm thêm đồ gì hết, tận dụng cái có sẵn của chủ cũ họ mua. Đặc biệt là mấy cái ốp nè, bệ bước chân nè, bệ bước chân mà còn ốp thêm cái mạc chrome nữa, rồi cái bệ bên hông đó nè, cái gì ta, ốp hông, chính xác là ốp hông. Đó thì cũng rất là trau chuốt ha, vì chủ cũ nè, lên thêm hệ thống cam 360 luôn ha cô chú anh chị. Mấy cái ốp lướt gió nhìn rất là thể thao. Cái này nếu mà cô chú anh chị mà không thích vẫn tháo ra được, nhưng mà em Nhân nghĩ là rất là đẹp mà, đâu có gì xấu đâu. Và đặc biệt cái chân tay nắm cửa nè, cái này rất là lợi hại ha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình nhìn thấy không, thường trong đây nó sẽ chày lắm. Đó, tại vì móng tay á, nhẫn mình á, khi mà mình đút vô mở thì vô tình nó sẽ chày lớp sơn, nhưng mà có này rồi mình xài 2-3 năm, nếu mà cũ quá mình lột ra mình gắn cái mới vô
không vấn đề gì. Ở viện che mưa đồ đầy đủ. Ở xe này mới đi hai mấy ngàn cây cô chú anh chị, cũng khá là ít ha. Đời 2019 thì đa số máy xăng ha cô chú anh chị, máy xăng thì đi gia đình là nhiều chứ không có chạy dịch vụ đâu. Đó, số tự động đó. Kiểu lâu lâu đi chơi đi du lịch này kia đó, máy xăng thì lợi thế nó cái chạy nó bốc nó êm. Đó. Thì có chiếc máy dầu lát em quay cho cô chú anh chị mình xem. Đó, nội thất là zin theo xe hết nha. Cái xe này thì màn hình lên này, lên màn hình xách test này ha cô chú anh chị. Ở này thì mình coi YouTube, mình dẫn đường các kiểu đồ đầy đủ hết luôn. Đó, màn hình cam 360 tích hợp luôn camera hành trình ha. Thì mấy xe này là dán phim chạy sàn. Đó, đầy đủ rồi. Cô chú anh chị mình về mình sử dụng thôi, sang tên. Đó, xe này biển thành phố rồi. Nếu mà cô chú anh chị thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lấy biển này đi luôn. Còn nếu mà chúng ta ở tỉnh thì chúng ta đổi biển lại, sang tên lại. Đó. Nội thất ghế thì ghế nâu ha cô chú anh chị. Thì nếu mà so sánh một xíu với xe mới, đời mới hiện nay thì về tổng thể thì nó giống nhau hết. Động cơ, hộp số, khung gầm là giống nhau hết ha cô chú anh chị. Nó chỉ thay đổi kích thước, thay đổi cái bánh mâm thôi. Đó. Nè em sẵn tiện có chiếc máy xăng ở đời 2023 em quay cho cô chú anh chị mình xem luôn. À, cô chú anh chị mình nhìn nha. Đây là đời 2019 nè. Và đây đời 2023 nè. Đó, cái mâm nó là mâm khác một tí ha. Mâm nó màu bạc, còn này là mâm hai màu. Đó, đó cô chú anh chị mình thấy không ạ? À, khác cái mâm với lại cái mặt ga lăng thì nó sẽ khác đi một tí thôi. Thiết kế lại cái mặt ga lăng. Tuy nhiên cái mặt ga lăng này là được thay lại nha. Thay lại mặt ga lăng TRD. Còn nếu mà cô chú anh chị mình thích cái mặt ga lăng truyền thống giống như chiếc màu nâu bên kia đó thì vẫn có nha, vẫn có zin theo xe ha cô chú anh chị. Đó, mình hoàn toàn an tâm. Đó, còn cô chú anh chị mình lo lắng vấn đề đăng kiểm đó, thì xe này nè đăng kiểm còn tới tháng 11 2023 đó, thì còn mấy tháng rồi. Hy vọng vào cuối năm thì tình hình đăng kiểm nó sẽ ổn lên thì cô chú anh chị mình hoàn toàn an tâm. Đó, thì giá nè 899 thì giá này còn thương lượng ha cô chú anh chị, còn thương lượng cho mình. À, sẽ bớt ít lọc cho cô chú anh chị mình. À, nếu mà cô chú anh chị mình có thiện chí muốn mua thì lên ủng hộ em Nhân nha. Máy xăng, xe này đi gia đình nha cô chú anh chị, nó về mà chạy dịch vụ là không nổi đâu. Tiền xăng là đổ mệt luôn á, nhưng mà mình đổi lại mình đi gia đình thì mình chấp nhận cái việc mình đổ xăng nhiều một tí, nó hơi tốn nhiên liệu ha cô chú anh chị. Rồi có thêm chiếc này nữa cô chú anh chị, cũng khá là lâu rồi ha. Toyota Cross, gọi là siêu lướt luôn á, đời 2021 đi có 1.700 cây à, đó chưa tới 2.000 nữa. Thường á là tới 5.000 mới bảo dưỡng, mà xe này là mới đi có 1.700 chưa xi nhê luôn. Đăng kiểm, cái này là đăng kiểm là tháng 7 hơn cô chú anh chị, tháng 7 2024. Còn cái đường bộ nè, người thường cho nên nó có hai cái tem, cái đường bộ và cái đăng kiểm nha. Ở đường bộ thì mình có thể mình chi thu sao, còn đăng kiểm bắt buộc phải đúng hẹn nha, không có này phạt chết luôn. Đó, xe này biển Đồng Nai. Có cô chú anh chị nào khu vực Đồng Nai thì liên hệ em nha. Mua xe này về thì nó sẽ tiết kiệm tài chính mình hơn một tí so với mua xe mới. Đó thì màu nâu ha cô chú anh chị. Hiện nay mấy anh em đang nổ máy để sạc bình. Đó, rất là êm, nội thất là đen nha, zin theo xe hết. Đó. Xe này cũng như xe mới của chú anh chị, việc xe Toyota và đi 1.700 cây thì không có xi nhê. Đó, màu đen rất là đẹp ha cô chú anh chị. Đó, có anh chị nào có xe đời cũ một tí muốn đổi lên chiếc này thì cũng được ha. Đó, mình liên hệ với bên em Nhân đi rồi bên em hỗ trợ cho. Đó, cái đầu xe này của chú anh chị đi 1.700 cây, kia đi hai mấy ngàn cây. Rồi chiếc xe đây, đợt trước á, cái xe mà Fortuner mà số sàn mới dầu rất là nhiều cô chú anh chị mình tìm, nhưng mà hiện nay ít quá, không thấy ai gọi luôn. Đợt trước không có xe thì mấy cô chú anh chị mình gọi quá trời luôn, mà giờ có xe lại không có ai mua. Nghịch lý quá. Đó thì chiếc này nè đang nổ máy nha, tiếng huyền thoại Toyota Fortuner. Thì cái chiếc xe này á, nếu mà cô chú anh chị mình có dự định mà mình kiếm một chiếc xe mà giá cả hợp lý á, để mình chạy gọi là chạy kiếm tiền á, kiếm lúa á, dịch vụ á, thì lựa chọn mấy chiếc này là chạy bao ngon hay cô chú anh chị, số sàn, máy dầu. Thì đợt 30 tháng 4 này không biết là cô chú anh chị nào có dự định là mua thêm xe để mình cung cấp thêm cho, ví dụ như mình đã có xe để chạy rồi, có mới rồi á,
Thì mình mua thêm chiếc này để mình chạy tăng cường thì cũng rất là ok ha cô chú anh chị. Mấy chiếc lướt lướt kiểu gì nè. Thì xe này thì mặc dù là 2018 nhưng mà nó đi mới có 68.000 cây ha cô chú anh chị, chưa đủ 100.000. Đó thì mấy anh em mà chạy mà đi xe này mà chạy nhiều á, mà mới đời 2018 mà đi 68.000 cây thì thật sự thì nó chưa xi nhê ý xe này đâu cô chú anh chị, nó trâu bò lắm. Ở đây là mặt ga lăng này kia, bóng đèn zin hết, không có gì mà phải độ thêm hết trơn ha, cho nên là vấn đề đăng kiểm này kia rồi mình hoàn toàn an tâm, nó zin hết, không có độ làm thêm gì hết á. Xe này thì chỉ được thêm cái phim cách nhiệt nè, với lại cái viền che mưa, làm lại ghế da, chải sàn hết rồi, với cam hành trình thôi. Cái màn hình thì cũng được độ lên màn hình DVD đó, nhiêu thôi. Nó ghế da thì làm lại ha, làm lại thì ghế da màu nâu cũng rất là hợp với xe, may cũng rất là ok, đường chỉ này kia giống y răng zin luôn, đời 2018 máy dầu đó, số sàn ha cô chú anh chị. Nó đang nổ máy để sạc bền ha, đang nổ máy để sạc bền. Thì bữa giờ thu về cũng mười mấy ngày, cũng có nhiều cô chú anh chị mình hỏi em Nhân thì xe này bán giá niêm yết là 779 thì cũng còn bớt lọc, bớt lọc cho cô chú anh chị mình nha. Thì cô chú anh chị mình có thiện chí muốn mua thì liên hệ với em, em tư vấn cái giá cuối cho cô chú anh chị mình đó. Thì thường cũng bớt 50 triệu hơn cô chú anh chị, bớt cho mình 50 triệu, thường là vậy thôi đó. Thì trên này là có thêm cái la phong trần nè, ở nhiều cái này lợi hại lắm nè, mình đi xe dịch vụ nhiều đứa ăn nít nữa, nó tay máy nó chát chát nữa, ăn kem ăn bánh này kia rồi nó dơ, thì có này đỡ. 700 mấy, đời 2018, nói chung cũng nó ok, nói chung xe này còn cứng lắm, nó chưa có làm gì đâu. Thì bên em cũng lựa xe thu lắm cô chú anh chị, đâu phải xe nào cũng thu đâu, phải xe đó phải km nó chính xác nè, đi ít đi nhiều thì mình không nói, nhưng mà phải chính xác là cái số km đó. Thứ hai là phải không có đâm đụng ha, không có đâm đụng, không có cấn xương, hay là ví dụ như có chạy xước nhẹ nhẹ thì ok, bình thường cũng chấp nhận được, nhưng mà đừng có cấn tới khung gầm, đừng cấn tới khung gầm là không chơi nó trước. Thứ ba là không ngập nước, thì xe này chắc chỉ có xuống sông mới ngập thôi, chứ chạy đi đường mà ngập sơ sơ như ở Sài Gòn dễ gì ngập, nó gầm nó cao đó, màu nâu ha cô chú anh chị. Ở nhiều cô chú anh chị thì tưởng màu đen nhưng mà màu nâu, bữa em có chiếc Fortuner 2020 màu đen nhưng mà bán rồi đó, giờ chỉ còn số sàn 2018. Đó, xa kia là chiếc Toyota Rai, xe mới anh cô chú anh chị. Đó, xe đó là lăn bánh cũng tầm khoảng 620, biển thành phố á. Cô chú anh chị mình thích xe nhỏ nhỏ đi đô thị đưa đón con đi học thì lấy chiếc đó cũng được. Đó, giờ bên em còn 3 chiếc cho nên là cũng đang rất là cần thu thêm xe qua sử dụng. Hy vọng rằng cô chú anh chị mình có mối, tức là có người muốn bán xe cũng giới thiệu cho em Nhân được ha. Giới thiệu cho em Nhân cũng được. Toyota Cross bản V, xe này xe mới rồi, khúc này là mới rồi. Đó thì bên em là bán giữa xe mới xe cũ đều có ha, nhưng mà xe cũ thì nó không có đa dạng của chú anh chị, nhiều khi có xe này không có xe kia thì cũng khó lắm. Nhiều cô chú anh chị mình cũng hỏi em Nhân xe xuống rồi, nhưng mà nhiều khi không có xe cho ưng ý của chú anh chị mình á. Thì lâu lâu có xe này lâu xe kia thì phụ thuộc vào người bán nữa, còn xe mới thì bên em lấy từ nhà máy về được, hầu như là xe nào nó cũng có hết hiện nay. Đó, giờ gặp thị trường đang chậm nữa cho nên là còn xe rất là nhiều. Cross phiên bản quê hay cô chú anh chị. Em này giờ cái bản mà có cốp điện đó thì nó lăn bánh tỉnh là 887, còn ở thành phố là cao hơn 220 nữa, tìm biển số hay cô chú anh chị. Rồi bán tải này bữa giờ ra mắt về đứng đây luôn, lăn bánh hết rồi, khoảng 910 hay cô chú anh chị, 910 bán tải nè. Có ai thích bán tải vô mua đợt này ưu đãi tặng cái phim phim cách nhiệt hơn cô chú anh chị. Thì xe thì còn nhiều, nói chung là nếu mà cô chú anh chị mình có xem kênh của em Nhân thì thấy em Nhân quay xe rất là nhiều ha, từ Camry, từ Veloz, Avanza, Rai nè, bao la luôn cô chú anh chị ơi. Thì đợt này chắc nó về đợt nó chắc đang chậm quá, Toyota cũng điều chỉnh cái nguồn cung lại cô chú anh chị. Chứ giờ nhiều quá, giờ đại lý sắp ngộp hết rồi, xe chất đầy hết nhưng mà khách hứa thì không có. Như cô chú anh chị đã thấy, nhìn xe rơ mua vắng tanh luôn. Đó.
Toyota Raize màu đen cũng hiếm á, đen thui thui lùi nè, nhưng mà vẫn có một số anh chị thích màu đen nha. Hy vọng rằng anh chị đó có coi clip của em Nhân thì lại lượm em này giao liền. Toyota Raize thì đợt mới ra mắt thì nó rất là hút hàng, không có xa, còn giờ thì cũng nguồn cung nó cũng khá ổn ổn rồi. Toyota Cross trong tháng 3 cũng đứng đầu ha, đứng đầu doanh số xe mà gầm cao đô thị của chú anh chị. Mà Toyota Cross thì giờ khuyến mãi cũng khủng lắm. Mấy anh chị nào mà mua mà đợt 2022 á, thay vì chúng ta mua 23 thì nó hơi cao tiền, tới mua 22 thì cũng xe mới giảm 70-80 chiếc, ngon mà. Nói thiệt, xe mới chán luôn mà cứng lắm. Thay vì mua đợt 23 thì 22 tiết kiệm được mớ, cũng là xe mới thôi. Xin như vậy đâu, bảo hành 5 năm hay cô chú anh chị. Đó, Cross là bảo hành 5 năm. Hoặc là 150.000 cây. Cho nên là an tâm, mặc dù xe đời 22 thiệt. Nhưng mà tính cái thời điểm bảo hành là từ điểm xuất hóa đơn hay cô chú anh chị. Ví dụ giờ là tháng 4 2023 thì sẽ tới tháng 4 28 hả? 25 hay đâu? 24, 25, 26, 27, 28. Đó 5 năm lận. Chứ là tính, không phải tính là tính năm sản xuất nha, tính thời điểm xuất hóa đơn, cái bảo hành á. Thì cho nên là cô chú anh chị mình an tâm, xe mới mà. Nói giờ như nãy em quay mấy chiếc 2018, 2019 rồi đó, nó còn cứng khừ, có hư hao gì đâu. Đó, vừa mua thì tiết kiệm được ít nữa cũng đỡ hơn cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình cân nhắc, nếu được thì đang có nhu cầu thì mua luôn cho nó đi lễ. Sắp 30 tháng 4 đợt này, nghỉ Tết đúng không? Đó, quay lại cho cô chú anh chị mình coi sơ một vòng nữa. Hy vọng rằng sau clip này có nhiều anh chị gọi cho em Nhân để đổi xe ha. Chiều nay em đăng clip này lên, có anh chị nào muốn đổi xe đi tới nhà luôn anh Tuấn ha. Tới liền, đâu cũng tới anh. Nhưng mà nếu mà được anh chị mình cũng phải mô tả xe cho bên em nó kỹ một tí để khỏi mất thời gian của đôi bên. Nhiều khi ví dụ anh chị ở Bình Phước, Bình Dương, tụi em đi tới chỗ mà cái xe không đúng như anh chị mình nói thì cũng tội nghiệp tụi em đó. Thì dụ như mình có thiện chí muốn bán rồi thì có sao mình nói vậy cho dễ, bên em trả lời dứt khoát một câu cho nó dễ. Chứ mà để là tụi em đi tới dưới rồi không phải như anh chị nói cũng tội nghiệp tụi em đó. Rồi vậy nghe anh chị, chắc em dừng video clip ở đây. Hy vọng rằng sẽ được sự ủng hộ và tình yêu của chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị mình vui lòng đăng ký kênh cũng như là cho em một cái like, để đó là cái động lực để cho em Nhân cố gắng tiếp tục làm những video để gửi cho cô chú anh chị mình. Vậy nghe, em xin kính chào cô chú anh chị ạ.